Theo bạn, thế nào là tình yêu đẹp nhất thế gian? Là tình yêu nam nữ, tình yêu của cha mẹ dành cho con cái, hay là tình yêu của những người bạn tri kỷ với nhau? Đó là tình yêu đẹp, nhưng không phải là tình yêu đẹp nhất. Tình yêu đẹp nhất ấy là con trời vì chúng ta đã giáng thế, chịu chết qua thập tự giá, huyết ngài tuôn đổ vì chúng ta. Ngài yêu chúng ta đến nỗi phó thân mình, không tiếc sinh mạng để chúng ta được sống. Ngài chết để bạn được giải phóng khỏi tội lỗi. Ngài hy sinh để bạn có được một cuộc đời tự do. Ngài từ bỏ chính mình để bạn có được sự sống đời đời trong thiên đàng. Sự hy sinh đó không dành cho một cá nhân, nhưng dành cho tất cả mọi người. Thật sự trên đời này đã có ai dám chết cho bạn không? Không có một ai. Nhưng Chúa đã tự nguyện hy sinh khi chúng ta là những người hoàn toàn không xứng đáng, với một lý do duy nhất, đó là tình yêu thương dành cho tất cả mọi người tội lỗi như chúng ta. Bạn có đang sống xứng đáng với sự hy sinh đó không? Bạn thật sự đã thoát ra khỏi ách của tội lỗi? Bạn đã tiếp nhận tình yêu ấy chưa? Tình yêu đẹp nhất thế gian, đó là tình yêu của Chúa Giêsu. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.